có vẻ mới đầu năm nhưng mà người dân đã nhận được một vài món quà từ xã hội. Gần 80 người chết vì tai nạn giao thông. Có khi xem xong cái vlog này thì giá xăng lại hiệu chỉnh cao hơn một chút chút. Và trong cái thời điểm cận Tết Nguyên Đán, nhà nhà người người đi tìm tất cả các quán xá bán thực phẩm có uy tín để chuẩn bị cho một cái Tết thật là an toàn. Còn chuyện gì nữa nhỉ? À còn, chuyện công an đánh dân. Đùa, đã bỏ trắng cái chủ đề để ra mà còn vấp nó vào. Khổ quá trời. Như kiểu có duyên ấy. Câu chuyện mới chỉ vừa vào ngày 2 tháng 1 là công an gánh chết dân ở Bình Định. Trong đoạn clip dài 1 tiếng rưỡi thì người nhà nạn nhân đã bắt hai anh thanh niên mặc sắc phục quỳ trước nạn nhân. Ngay lập tức, người phụ nữ mà đã quay video đó đã tự lên hình xin lỗi tất cả cộng đồng mạng xã hội bởi vì clip chị đã quay đã có yếu tố gian dựng. Và hàng loạt báo chí đăng một cái clip với tựa đề: video mà đánh chết dân ấy là sai sự thật, do nạn nhân chạy quá sức quá nên chết. Và đương nhiên tóm lại là do dân. Đó, các bạn tin lời của dân hay là tin lời của công an? Thật ra lẫn lộn chẳng biết đâu mà lần. Nhưng có lẽ vì lúc này tôi lại phải làm một vài người thất vọng rồi. Lòng tin của tôi hiện giờ đặt về phía công an. Đùa lạ thế, vừa nói công an đã có người tắt máy rồi. Sợ thật đấy. Khổ quá, để cho người ta giải thích cái xem nào. Đấy, xem cái đoạn video 1 tiếng rưỡi thì tôi thật sự cảm thông cho hai công an. Bởi vì sao? Bởi vì tướng tá các anh như thế lại phải làm việc ngoài hành chính, rồi đêm hôm lại phải xuống đường để tìm những cái nơi tụ điểm người ta hay đánh bạc, rồi bắt trộm, bắt cướp, rồi giữ gìn an ninh khu phố, nói chung là nhiều việc lắm. Thế bây giờ tôi thử hỏi nhé, bây giờ gặp một tên trộm ấy, mà sức của tên trộm mới có thể vận được 3 anh cán bộ công an như thế, thì huống gì ở đây có mỗi 2 anh, đúng không? Thì giải pháp gì đây? Chạy không thể chạy được, các bạn, các anh ấy phải dùng một biện pháp. Đấy là túy quyền. Cho nên mọi người đừng có chú trọng vào cái việc là người các anh ấy có cồn. Khổ quá. Những người đi ô tô xe máy, họ không thể nào mà vượt được cái nồng độ cồn ở trong người mức tối đa 0.25mg trên 1 lít khí thở hoặc là 50mg trên 100ml máu. Bây giờ thử hỏi, có ai kiểm chứng được các anh bao nhiêu ml trong 1 lít khí thở hay là... Và có đi chăng nữa thì chắc gì các anh đã vượt ngưỡng đó, đúng không? Đấy, cũng chỉ có tương đấy thôi. Thì chúng ta có thể là hiểu rằng là vì sao mà tôi... niềm tin của tôi để đứng về phía công an. Cũng nhân đây thì người làm video 1 tiếng rưỡi đó thì họ cũng đã nhận lỗi rồi. Mà tôi thấy rằng là chị ấy quay liền tụt tìm 1 tiếng rưỡi liên tiếp mà lại có thể gian dựng được video, quả là có trình độ. Cũng vì nguyên nhân đấy thì mọi người cũng không nên bức xúc làm cái gì. Vậy hãy nghe tôi, chúng ta phải tuyệt đối tin vào lực lượng ngày đêm giữ hòa bình cho chúng ta chứ, đúng không? Chết một người để bảo vệ hàng chục người khác. What the fuck? Đứng trước cái máy quay hình, tôi xin thề tôi không phải là dư luận viên. Mấy thằng công an chó vàng chó xanh mà đánh dân giết dân á, đủ ngựa tụi bay. Nếu mà chửi tụi bay á là mấy thằng công an lồn, thì tụi nó xúc phạm cho cái lồn quá. Bởi vì sao? Bởi vì cái lồn nó là cái quý hen, nó được cả nhân loại này yêu quý. Con người ta sanh ra đời đến được cái thế giới là nhờ cái lồn. Còn mấy cái mặt quần què của tụi bay á, mẹ thú đéo ra thú, quỷ đéo ra quỷ. Cái hạng công an hại dân hại nước như tụi bay á, sống ở trên đời á, chỉ có lỗi với cha mẹ tụi bay thôi. Mẹ tao nói cho dù người dân tụi tao có phạm tội gì đi nữa, thì tụi bay cũng đéo được quyền đánh dân giết dân, nghe rõ chưa? Nhiệm vụ của tụi bay là giữ gìn trật tự trị an xã hội. Tao nói chuyện gì cũng còn có pháp luật tính, nghe không? Còn tụi bay,
tụi bay ăn tiền thuế của dân tới mập dái, rồi tụi bay xách cặt xách giấy, tụi bay ngồi xổm trên pháp luật, ỉa đái trên pháp luật. Mày á, cái bản mặt chó của tụi bay á, mẹ, cái này là tao nói tụi bay giống con chó thôi, chứ tụi bay đéo có cửa được so sánh với con chó nha không. Tụi bay có dám hả cái họng của tụi bay ra mà tụi bay thề là tụi bay không bao giờ đặt giấy, tụi bay ngồi xuống mấy cái sòng bài chiếu bạc không? Mẹ, tụi bay canh tụi bay bắt mấy cái sòng bài chiếu bạc á, chẳng qua là để có cơ hội tụi bay hốt tiền, cướp tiền. Cái tiền mà tụi bay gọi là tan vật á, rồi người ta còn phải cúng thêm tiền để bịt họng tụi bay lại nữa. Chứ tốt lành cái con mẹ gì. Cũng giống như mỗi khi mà tụi bay thèm tát cái gì á, cái tụi bay rượt mấy bà già hàng rong á, mấy đứa con nít bán hàng rong chạy vòng vòng ngoài đường á, đặng tụi bay hốt của người ta về, tụi bay chia chát nhau, tụi bay tát. Hen, mẹ xã hội này thiếu con mẹ gì chuyện như tụi bay làm hả? Trộm cướp giật dọc đầy đường, bắt cóc con nít mỗi ngày, đem về Trung Quốc giết mổ lấy nội tạng, đéo thấy thằng nào thò mặt vô hết, tại vì không có lợi lộc gì cho tụi bay phải không? Ít lợi lộc cho nên đéo thấy thằng nào bu vô hết, rồi xách giá đi làm ba cái chuyện ruồi bu cặt ngựa. Mẹ ta nói tát đủ rồi, hốt đủ rồi, thì chừa cho dân người ta một con đường sống. Hà cớ gì mà phải đuổi cùng diệt tận, giết dân vậy hả tụi bay? Mẹ tụi bay làm công an á, mà tụi bay đéo nhớ lời Bác Hồ dạy. Bác tụi bay dạy tụi bay làm sao ha? Yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Mà tổ quốc này á, thì tụi bay xẻo biển đảo ra, tụi bay bán mẹ nó hết cho Tàu rồi. Còn đồng bào thì tụi bay giết chết lên chết xuống vậy đó. Hả, mấy cái thằng khốn nạn mất dạy. Mẹ ta nói ông bà ta có câu, đẻ con khôn mát lồn rười rượi, đẻ con dạy thảm hại cái lồn. Ta nói tội nghiệp ông bà già của tụi bay hết sức vậy đó. Đẻ tụi bay ra đau bướm đau bùi, mẹ tụi bay ăn ở thất đức ác nhân, đặng người ta lật mồ lật mẻ ông có nội cha tụi bay lên, thằng cha con gái mẹ tụi bay lên, người ta nguyền rủa mỗi ngày đó. Mẹ ta nói cho tụi bay nghe, tụi bay ngu lắm, tụi bay cứ dồn dân tụi tao vô con đường cùng, vô con đường chết như vậy thì sớm muộn gì dân phải phản kháng lại thôi, cũng phải nổi dậy giết ngược lại tụi bay thôi. Tới lúc đó tao nói mấy thằng lớn á, nó đủ tiền, đủ của rồi, đủ sức rồi, nó ôm gia đình, nó giọt mẹ nó ra nước ngoài hết. Còn lại cái đám mà tao nói chó xanh chó vàng cắt cây á, như tụi bay á, là ở lại chết thảm còn hơn con chó chết nữa. Bà con dân mình ơi, đừng im lặng nữa, bởi vì im lặng là đồng lõa với tội ác. Cứ hễ một người dân bị giết thì hàng triệu triệu người dân khác đồng lòng đoàn kết tiến lên bắt kẻ thủ ác phải ra đền tội. Thử coi còn thằng nào con nào nó dám giết dân, nó dám ăn hiếp dân mình nữa không? Bà con hãy nhớ rằng, nếu như chúng ta tiếp tục im lặng thì ngày hôm nay là người khác bị giết, nhưng ngày mai cái người nằm chết ở đó đó có thể sẽ là chính bản thân của mình, gia đình mình hay con cái của mình. Nhớ đó. Tôn Thất Sách, em là Mã Túy Linh nè. Sau khi em chia tay với Phương Thiên Hữu để mà cưới anh làm vợ tới bây giờ, sanh cho anh mấy đứa con ngoan, anh đem hết qua bên Mỹ du học. Anh nói anh hứa là sẽ bảo vệ mẹ con của tụi em. Nhưng mà bây giờ thì sao? Anh có biết ở bên Mỹ Tổng thống Obama đã phê chuẩn cái luật Manisky Human Rights, có nghĩa là khi cái luật này được phát hành thì năm điều chính ở trong này mà họ sẽ làm, nó tai hại, nó nguy hiểm và nó tổn thương tới gia đình của mình như thế nào, anh có biết không? Cái đầu tiên là họ sẽ công bố tất cả những tài khoản nước ngoài của quan chức Việt Nam và cho đóng băng. Cái thứ hai là công bố tất cả danh sách quan chức Việt Nam có hộ chiếu Mỹ và hộ chiếu các nước khác. Cái thứ ba là công bố danh sách người nhà các quan chức cao cấp ở Việt Nam định cư tại Mỹ và cái nước khác. Cái thứ tư là ra lệnh thanh tra mọi nguồn tiền chuyển đi các nước khác từ Việt Nam. Cái cuối cùng là trục xuất toàn bộ người nhà của quan chức Việt Nam đang sống tại Mỹ và các nước khác về nước. Vận động các quốc gia khác từ chối cho thân nhân và quan chức ở Việt Nam nhập cư vào nước Mỹ. Con của mình đang du học ở bên Mỹ. Em cũng đang đi làm công việc ở bên này. Cả ngày em chỉ quen ăn chơi vui sướng thôi. Bây giờ đuổi em về Việt Nam làm sao mà sinh sống đây? Anh nghĩ đi, mình có tiền nhiều lắm. Mấy lần trước em nói với anh rồi, trong băng của mình đó có mấy trăm triệu, như vậy là dư để mà nuôi cả gia đình. Anh cũng không chịu, cộng sản là phải giàu về tài sản. Anh cứ bắt là phải tiếp tục hối lộ, phải tiếp tục nhận tiền ăn của nhân dân. Để bây giờ họ thưa họ kiện tùm lum, em với con ở bên Mỹ phải làm sao đây? Sau này trở về Việt Nam ăn cái gì để mà sinh sống? Xung quanh toàn là đồ của Trung Quốc. Tết này tiêu tùng rồi, ăn cái gì để sống qua ngày đây?
Anh có thấy không, ở trên mạng đó, người ta chia sẻ nhiều lắm. Em quen ăn với đội bên Mỹ, vừa sạch, vừa có tự do nhân quyền. Bây giờ dễ bên Việt Nam. Anh thấy không, Phùng Quang Thanh nó mập như con heo cũng phải chết ở dưới tay của Cộng sản. Trọng Lũ đó, nổi đó, là sếp của anh, nhưng mà cũng run sợ vậy, đâu có biết chuyện gì sẽ xảy ra bên Việt Nam chứ. Nếu như mà không chết vì đồ của Trung Quốc thì cũng chết về phóng xạ. Tụi nó tàn sát lẫn nhau, làm tiền cho nhiều, hối lộ cho nhiều, nhưng mà tiền đâu có sử dụng được hết. Phải làm sao đây? Tôn Thất Sách, con bé dình của mình sẽ rơi vào cái hoàn cảnh giống như tên của anh hay sao? Còn nữa, em nói thiệt với anh đó, cái này anh nói lại với trong cán bộ với mấy người với nhau đi. Em chưa có bao giờ là thấy thương cho bác Hồ giống như vậy. Ông Hồ của mình á, ông đã chết lâu rồi, cũng không có biết hồi đó ông sống thất đức như thế nào. Mà bây giờ, cán bộ mấy người cứ phải đem ông ra để mà xây tượng hình, xây tượng đá, có hai cha con của ông bắt đứng trồng trời, trời mưa, trời nắng giống như vậy. Để cho cái gì chứ, đâu có ai thích đâu. Dân cứ nhào vô chửi cha con ông Hồ. Ông chết rồi, để cho ông nằm yên đi. Người thì hăm dọa đốt Ba Đình, người thì đem ổng ra làm tượng đá đứng xanh rìu, phủ lên giống như vậy, tuyết mưa gió tả tơi, người dân cứ xúm vô chửi ổng. Em nghĩ, ổng đâu có làm gì nên tội, giết có hơn 200.000 người thôi, làm gì mà bây giờ tới mấy triệu dân chửi rủa sỉ vả ổng như vậy. Nếu như không có muốn dân chửi, thì đừng làm nên những cái tượng hài giống như vậy nữa. Tết nhất tới nơi rồi, lấy cái gì ăn đây? Thịt heo đó mà ngâm thuốc một hồi cũng ra thành thịt bò tươi. Thịt heo hả? Mà có từ hồi năm 1989, bây giờ ngâm thuốc một cái ra thành thịt heo mới mổ xẻ của ngày hôm qua. Gạo thì gạo nhựa, trái cây thì xài thực phẩm, rau thì nói là rau sạch. Đúng rồi, rau sạch tại vì phun toàn thuốc không mà, đâu có cái chất gì mà bậy bạ đâu, có đúng không? Tôn Thất Sách phải cứu mẹ con của em ra khỏi cái cuộc sống lầm than giống như vậy. Có tiền nhưng mà đâu có mua được tiền. Em chỉ muốn mua thực phẩm sạch sạch để mà ăn thôi cũng là cả vấn đề rồi. Không chơi với anh nữa, em trở về với lại Phương Thiên Hữu. Tết này không có đồ ăn ngon thì lấy cái gì để mà vui xuân? Anh nói Tết này anh muốn em đưa con về Việt Nam để đi chơi Tết hả? Còn khuya em mới đưa con về. Anh có nghe nói Trung Quốc bắt con nít để mổ lấy đồ nội tạng hay chưa? Con của mình hả? Trông trắng xinh đẹp, mập mạp giống như vậy, Trung Quốc mà nó thấy nó mê chết luôn. Nó mổ nó lấy nội tạng rồi anh với em sống làm sao? Chưa nói tới, em thì thích hát karaoke. Mà bây giờ đi karaoke cũng đâu có chắc chắn là sẽ được trở về toàn thân đâu. Chưa có biết là có cái karaoke chỗ nào sẽ bị chết cháy tiếp mà có chỗ lửa tới kịp hả? Không biết mấy cái vòi nước đó đã được vá lốp vá lỗ hay chưa? Hay là thêm có thêm mười mấy người anh Lê Văn Chính ở trong đó nữa? Em không có muốn đi về Việt Nam ăn Tết lần này đâu. Anh có muốn thì qua Mỹ ăn Tết với em. Nhưng mà anh là cán bộ cao cấp, qua tới Mỹ bây giờ cũng nguy hiểm lắm. Người ta biết, người ta xuống đường biểu tình thì làm sao? Bực mình quá. Anh làm chồng của em mà không bảo đảm được sự an toàn cho em, thì làm sao anh bảo vệ được quê hương đất nước này? Làm sao em giúp đỡ được cho người dân? Thôi, em nghĩ nên từ chức đi, trở về lại làm người lương thiện, sống bên cạnh bà con sống diện, được hửi cái mùi lúa chín rơm thơm của đồng quê, thấy cũng thích lắm đó. Đừng có làm cán bộ nữa, đừng có làm công an nữa được không anh? Trở về với mẹ con, với đồng bào của mình nha. Còn không, em bỏ anh luôn. Em đi theo anh Phương Thiên Hữu. Em trở về với Thương Thiên Hữu của em.